là khi mà chúng ta quyết định sống chung với dịch như hiện nay thì chúng ta càng hiểu hơn rằng việc chúng ta có một sức khỏe là một điều vô cùng quan trọng. Và Diamond Fitness Center rất là vui khi được đồng hành cùng với Miss World Việt Nam để có thể lan tỏa được cái nguồn năng lượng tích cực đến cho cộng đồng, rằng chúng ta hãy cố gắng tập luyện mỗi ngày để có một sức khỏe thật tốt. Và đến với Miss World 2022 lần này thì Diamond Fitness Center sẽ giúp cho các cô gái có một thân hình thật là săn chắc, khỏe mạnh, và bên cạnh đó sẽ là một cơ thể với sức đề kháng thật tốt để giúp cho các bạn có một hành trình thật là đẹp để chạm đến vương miện cao nhất của Miss World 2022, và sau đó thì sẽ trở thành một chiến binh xuất sắc để đến với đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World. Xin trân trọng chào đón quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đang có mặt tại buổi họp báo Miss World Việt Nam 2022 ngày hôm nay. Đã nhìn thấy những nhan sắc rực rỡ, nhiều thành công trong suốt hơn 2 năm qua. Chúng tôi mong rằng là với một năm rực rỡ của nhan sắc Việt Nam thì năm 2022 sẽ là một năm rực rỡ hơn nữa và nhiều niềm vui hơn nữa. Quý vị thân mến, để đáp ứng theo lịch trình của cuộc thi, các cô gái của chúng ta phải sở hữu một sức khỏe bền bỉ trong suốt hành trình. Và tại cuộc thi năm nay, chúng tôi vinh dự khi đồng hành cùng Diamond Fitness Center, một trong những đơn vị hàng đầu về huấn luyện thể hình tại Việt Nam. Và ngay sau đây, xin trân trọng kính mời ông Trần Quốc Bình, Tổng Giám đốc Diamond Fitness Center, nhà tài trợ huấn luyện thể hình, sẽ lên sân khấu để thực hiện nghi lễ ký kết. Xin trân trọng kính mời.